Hello, xin chào mọi người. Mình hôm nay lại quay lại vấn đề về nấm bệnh. Cái vấn đề này là mình và nhiều người nói rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ không nhắc lại những cái mà gọi là cây bị gì, thuốc gì trị. Mình sẽ không nhắc cái đó nữa, mà mình sẽ đi sâu vào. Mình sẽ cùng mấy bạn á, mình tìm hiểu thử vi khuẩn nấm nó là cái gì. Mình tìm hiểu cái đặc tính của nó, để từ cái đặc tính của nó mình tìm ra được nhược điểm của nó, rồi mình nhắm vô cái nhược điểm đó để mà mình diệt nó. Thì mình đã biết á, là trong không khí, trong nước, trong đất luôn luôn tồn tại vi khuẩn. Ngay cả khi bây giờ mình đang nói với mấy bạn á, là mình hồi nãy giờ mình đớp biết bao nhiêu vi khuẩn rồi, mấy bạn cũng vậy. Và xét về khía cạnh con người á, đứng về phía con người thì mình chia ra hai nhóm, đó là những cái vi sinh vật có lợi và những vi sinh vật có hại, tức là những loài nấm, những loài vi khuẩn có lợi và những loài nấm vi khuẩn có hại. Đó là đứng về khía cạnh con người. Những ai mà đồng minh với mình, những ai có ích với mình thì mình cho nó là có lợi, còn cái gì hại đến mình thì mình nói nó là có hại. Tuy nhiên đứng xét về mẹ thiên nhiên á, thì con nào cũng là con của mẹ hết, và mỗi đứa nó sẽ có một cái chức năng riêng. Vậy thì chức năng đó là chức năng gì? Nói về vi sinh vật có lợi trước á, thì cái đặc tính đầu tiên nó là đa phần là hiếu khí, tức là nó cần oxy, hoặc là những cái nơi có ít oxy. Còn vi sinh vật có hại thì sao? Nó là những cái nhóm mà đa phần là kỵ khí. Kỵ khí tức là nó không cần oxy hoặc là cần ít oxy ha, không cần hoặc là ít oxy. Vậy thì từ cái đặc tính này mình suy ra rằng nếu như mấy bạn muốn cái cây mấy bạn tốt thì mấy bạn phải đặt ở môi trường thông thoáng, có nhiều oxy thì nó sẽ thu hút vi sinh vật có lợi. Còn nếu bạn nào đặt cái cây ở những cái chỗ, cái hốc, cái hang, chỗ nào mà ít thông thoáng thì nó sẽ thu hút vi sinh vật có hại. Đặc tính thứ hai của những vi sinh vật có lợi, thôi giờ mình gọi tắt nó là lợi khuẩn ha. Đặc tính của lợi khuẩn á, đó là nó giúp phân giải các chất hữu cơ, nó phân giải những cái chất khoáng. Thì từ cái đặc tính này nó hỗ trợ cho cây trồng, cho con người, cho động vật, nói chung những cá thể sống, nó hỗ trợ, hay gọi là cộng sinh trên cá thể sống. Khi mà trong môi trường, trong đất đi, mình nói cụ thể trong đất là chứa nhiều vi sinh vật có lợi thì nó sẽ thu hút những cái con cộng sinh khác, những cái con khác, giống như điển hình như con gì, con trùng mà ở trong đất á, thì nó sẽ cải tạo đất, nó xới đất cho mấy bạn, làm cho cái đất mình nó tơi xốp. Mà đất tơi xốp thì cái rễ cây á, nó sẽ dễ xuyên qua, nó phát triển cái rễ cây. Mà cái bộ rễ càng phát triển thì nó tỷ lệ thuận với cái sự phát triển của cây luôn. Cây nào mà rễ nó càng mạnh càng nhiều thì cây đó nó càng khỏe. Và vi sinh vật có lợi á, trong lúc nó sinh sống, nó sẽ tiết ra các protein và những cái enzyme, nó gây ức chế những cái con có hại này. Đó, đó là cái tính chất của vi sinh vật có lợi. Còn nói về hại khuẩn thì chức năng của mẹ thiên nhiên tạo ra cho nó đó là gì? Đó là tìm diệt những cái cá thể nào yếu bệnh và nó phân hủy những cái xác chết. Tức là nó sẽ sống hoại sinh trên cá thể sống. Nha, mấy bạn phân biệt. Hại khuẩn là sống hoại sinh, tức là nó tấn công cái cây, con người hay những động vật đang sống. Còn lợi khuẩn nó sẽ cộng sinh, nó không tấn công, nó hỗ trợ. Vậy đó. Cho nên từ cái thông tin này mình có thể suy luận ra được, đó là nếu như cái cây của mấy bạn mà nó yếu, nó bệnh thì đồng nghĩa nó là đối tượng để những vi sinh vật có hại tấn công. Vậy đó. Những ai khỏe mạnh thì thường ít bệnh, còn những người yếu thì sẽ tự nhiên sẽ nhiều bệnh, giống như con người mình thôi. Những ai mà gọi là liễu yếu đào tơ hay gì đó
thì đó là dễ bệnh. Còn những ai mà gọi là châu đô, ví dụ như đô như cỡ John Cena hay gì đó ha, thì con gì giật nổi, đâu có con gì giật nổi, cùng lắm ha, chắc cỡ con voi á, hoặc là nếu mà nói voi cũng không tới nữa, voi mà phải voi ma mút á thì họa mai nó cũng mới giật lại được thôi ha, mình nói đùa thôi đó. Còn cái cây nó khỏe đó thì vốn dĩ nó khỏe thì tự nhiên á nó có kháng thể, thì khi những cái con này tấn công nó tự tiết kháng thể ra, nó chống lại y như con người mình thôi, không khác gì hết. Và bởi vì hại khuẩn nó chỉ có chức năng là phân giải những cái xác chết, những cái gì hư thối, thì nó có đặc điểm đó là nó tạo ra một cái mùi hôi. Mấy bạn để ý ở những cái nơi nào mà nó có mùi hôi tức là chỗ đó có hại khuẩn. Mà cái thiên nhiên thì nó rất là độc đáo, nó độc ở chỗ này đó là các loài động vật trong đó có con người thì mình ưa oxy đúng không mấy bạn, mình rất là thích oxy, cho nên mình sẽ tìm ở những nơi nào nhiều oxy để mình ở, tức là những nơi có lợi khuẩn, và mình sẽ né những cái nơi nào bí, những nơi bí đó nó sẽ có hại khuẩn đó, bởi vì vi hại khuẩn thì nó kỵ khí, nó không thích oxy. Và cái thứ hai nữa là gì, đó là con người mình thường rất là thích mùi hương đúng không, ai cũng thích mùi thơm hết á, mà mình rất là ghét mùi hôi, cho nên ở những cái nơi nào có mùi hôi thối là mình né, đó là bản năng sinh tồn, đó là bản năng sinh tồn của mình, là mẹ thiên nhiên trao tặng cho mình cái đó để mình nhận biết được cái chỗ đó là có nhiều hại khuẩn, mình phải né nó đi, ở đó là bệnh. Chứ mấy bạn hay mình đây có ai mà bị mê hoặc hoặc là bị quyến rũ bởi mùi hôi không? Đâu có, ai cũng thích mùi thơm hết á, đâu ai thích mùi thúi đâu. Quay lại với cây cối thì mấy bạn để ý á, mấy cái cây sen nào của mấy bạn mà nó bị úng, bị thối rễ thì nó sẽ đi kèm với mùi hôi. Mấy bạn cứ để ý, mấy bạn cứ thấy cây nào mà bị thúi là mấy bạn cầm lên nghe thử, nó hôi rình à. Vậy thì từ những cái đặc tính này mình có thể rút ra được là cái hại khuẩn nó sẽ tấn công những cái cây yếu bệnh, mà những cây yếu bệnh thì nó sẽ như thế nào, đó là những cái cây bị tổn thương. Tổn thương ở đây đó là gì, nó bị chày, nó bị côn trùng cắn, tức là nó để lại những cái vết thương ha đó. Vậy nếu như lỡ như cái cây mình mà nó bị vết thương thì làm sao để hại khuẩn nó không tấn công, thì thứ nhất là mấy bạn phải làm gì, đó là giữ cho cái cây mình nó khô, giống như là khi mà mấy bạn bị chày xước trên da thì mấy bạn sẽ né nước, giữ cho vết thương nó khô thì nó sẽ không bị vi khuẩn. Vậy làm gì để giữ cho cái cây nó khô, có hai yếu tố để giúp cây nó khô, đó là ánh sáng, ánh nắng, và thứ hai là gì, gió, đúng không mấy bạn? Thì đó là lý do tại sao những clip trước mình hay nói là mấy bạn cần phải đặt cái cây sen đá ở những nơi có nhiều ánh nắng và nhiều gió để giúp cho cái cây mấy bạn ở trong tình trạng khô, thì nó mới không có bị những cái yếu tố như là hại khuẩn, nấm khuẩn tấn công. Và một cái yếu tố nhỏ nữa giúp cho cái cây mấy bạn khô đó là trộn giá thể, thì mình sẽ trộn giá thể thoát nước nhanh. Giá thể nào mà nó thoát nước nhanh thì cái cây nó sẽ nhanh khô hơn. Mình thí dụ cái cây sen này của mình ha. Đó. Giờ nếu như bạn nào đặt ở một cái nơi nắng khoảng chừng 4 5 tiếng trở lên và nhiều gió thì khi mấy bạn tưới hoặc là khi cây nó mắc mưa, nó đọng trên lá thì nhờ vào yếu tố ánh nắng, ánh sáng và gió nó thổi rồi nó chiếu vô thì nó cây mấy bạn á, những cái hạt nước, những cái giọt nước mà nó đọng trên những cái lá này nó sẽ nhanh khô. Và nó sẽ hạn chế được những cái hại khuẩn này tấn công. Còn nếu như mấy bạn để ở những nơi nào mà có 1 2 tiếng nắng hoặc là gió quá ít, bí gió, những cái nơi mấy bạn, nhiều bạn hay đặt những cái cây cây của mình ở những cái chỗ nè nó bị tường, những cái vách ngăn nó che đi, nó che cái hướng gió đi thì nó bị thiếu gió, thì lúc này lỡ
mà mấy bạn tưới dính lên trên cái đỉnh, trên những cái lá, hoặc là lỡ như cây nó dính mưa thì nó ẩm ướt, nó luôn luôn ở trong tình trạng ẩm ướt. Và ẩm ướt thì cái con này nè nó khoái lắm ha. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà thời tiết nó ẩm ướt, những cái nơi nào ẩm ướt thì thường nó sẽ thu hút côn trùng, và côn trùng nó sẽ chích hút cây, và từ chích hút này nó sẽ để lại những cái vết thương. Mà vết thương nó không khô do nó đâu có đủ ánh nắng và ánh sáng, cũng không đủ gió, thì những vi khuẩn, những hại khuẩn này nó sẽ tấn công vào vết thương, và lúc này cây mấy bạn sẽ bị thối đó. Nó đơn giản vậy thôi, hy vọng là mấy bạn hiểu ha. Ngoài ra thì mình cũng có thể tận dụng những cái phương pháp khác nữa để giúp cho cái cây mình đỡ nấm hơn, thí dụ như sử dụng chậu thích hợp, điển hình như chậu đất nung. Chậu đất nung nó sẽ làm cho cây mấy bạn nhanh khô hơn đó. Còn cái chậu như chậu nhựa, chậu sứ, những cái chậu này là thoát nước kém hơn thì nó sẽ lâu khô hơn. Ngoài ra thì sao, nên lật bỏ những cái lá già đi, thường xuyên bỏ những cái lá già đi. Lá già nó sẽ chứa những cái con gì, những cái con sâu rầy nó chích hút, nó sẽ tạo vết thương cho cây. Ngoài ra những cái lá già nó là những cái lá nó chết rồi, mà lá chết thì nó sẽ thu hút những con có hại, tại vì con có hại này là nó phân hủy những cái xác chết nó. Mình có thể dùng những cái biện pháp đó dựa vào những cái đặc điểm của vi sinh vật. Vậy thì đúc kết từ hồi nãy giờ mình ra được những cái gì? Thứ nhất, để cây mấy bạn né được, ngừa được nấm, ngừa được vi khuẩn có hại, đầu tiên mấy bạn phải để cho cái cây mấy bạn là một cây khỏe. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai đó là mấy bạn phải làm sao tạo được môi trường để vi khuẩn có lợi phát triển. Nó sẽ ức chế những cái con này. Vậy cách nào để đưa nó vô? Dựa vào những đặc tính này của lợi khuẩn thì mình sẽ có những cái này, những cái điều này. Đó là về đất. Mình sẽ chọn một cái giá thể thông thoáng. Thông thoáng để chi? Oxy, những cái khí oxy nó chui vô được. Mà oxy nó chui vô được thì những con này nó không vô được, tại vì nó ghét oxy. Đó là như vậy. Ngoài ra thì sao, cái rễ cây á, nếu mà mấy bạn được trồng cái cây vô trong một cái đất mà nó tơi xốp, nó thoáng khí, thì những cái rễ cây nó sẽ dễ dàng xuyên qua lớp đất đó, nó phát triển cái bộ rễ, thì cái cây nó sẽ mạnh, tại vì nó hút được dinh dưỡng, hút được nước. Thì ở những clip trước mình có nói qua là đất trộn á, nếu mà mấy bạn trộn làm sao mà khoảng chừng 50 đến 60% là những cái thành phần thoáng khí và tơi xốp, điển hình như là bu mai, xỉ than, hạt đất nung, hoặc là bờ lai, chấu chấu nguyên hạt. Đó là những cái thành phần giúp cho đất mình nó tơi xốp. Cái thứ hai là mấy bạn nên đặt cây ở những nơi thông thoáng, có nhiều gió. Và cái thứ ba là nơi có nhiều ánh nắng, tốt nhất là nắng từ 4 tiếng trở lên. Sẵn đây thì mình cũng nói luôn lý do tại sao mà mình luôn khuyến khích mọi người trồng theo phương pháp hữu cơ, tức là hạn chế dùng thuốc. Khi mà mấy bạn phun thuốc thường xuyên thì thuốc nó sẽ không phân biệt được lợi khuẩn và hại khuẩn. Khi mấy bạn tưới vô cây là nó sẽ giết hết, giết lợi khuẩn lẫn hại khuẩn luôn, chứ nó không chừa một cái con nào hết. Và khi cái lợi khuẩn này nó chết rồi, nó không còn tồn tại nữa, thì những cái con cộng sinh với nó chết theo, hoặc là không xuất hiện ở đó, điển hình như trùng hoặc những cái con khác, những cái con mà nó giúp đất mình tơi xốp nó sẽ chết theo. Thì sao, thì cái đất mấy bạn sẽ bị chai, nó sẽ lì như thế này, nó cứng như thế này luôn, tức là nó vón lại, nó không có xả ra, nó không có tơi ra, nó vón cứng ngắc lại. Thì cây mấy bạn sẽ gặp hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khi mấy bạn tưới nước vô, nước nó không có xuống vô đây được, nó không vô chậu được, nó cứ ở trên bề mặt. Thì cái cây của mấy bạn á không có hút được nước, cây nó sẽ bị suy. Và cái thứ hai đó là trường hợp thứ hai đó là
nước nó vẫn thấm, nó thấm vô nhưng mà nó lại không thoát ra được, thì nó sẽ làm cây mình bị ngợp, bị úng. Thì cái từ cái vết úng này kèm với điều kiện đó là bị bí, kỵ khí nè, bí, thì nó sẽ thu hút những con có hại này, nó tấn công từ bộ rễ đi lên. Cái thứ ba đó là khi mà đất nó bị nén chặt như vậy, nó không tơi xốp được như bên đây, thì rễ nó không xuyên qua nổi, nó mất rất là nhiều sức, mất rất nhiều dinh dưỡng của nó để nó làm cho bộ rễ nó đâm qua bên đây, đâm qua cái lớp dày cứng như vậy, thì rễ nó sẽ rất là dễ tổn thương. Thì từ những vết thương, vi khuẩn có hại nó sẽ tấn công vô đó. Mà cái đất nó cứng như vậy thì rễ nó cũng phát không nổi nữa mấy bạn, nó sẽ yếu từ từ, kèm với nấm hại nữa là nó sẽ chết thôi. Mình có coi một cái phóng sự ở trên đài truyền hình Vĩnh Long á, cách đây năm hay gì đó, thì vô thăm cái vườn xoài của cái bác đó đó. Bác đó nói vậy nè, cách đây 10 năm là vườn của bác rất là nhiều dung, trùng nhiều lắm. Nhưng mà từ lúc xài phân thuốc hóa học đến bây giờ không có một con trùng nào luôn. Mấy bạn thấy kinh dị chưa? Cái đất mấy bạn không có một cái con gì sống nổi, thì cái cây làm sao nó sống nổi? Mà mấy bạn thấy á, những cái con vi sinh vật có lợi này nè, nó có nhiều trong không khí lắm. Thật ra so về số lượng á, thì lợi khuẩn nó nhiều hơn hại khuẩn. Nếu mà nói nó ít hơn hại khuẩn á, thì giờ đây mình với mấy bạn đã không có ngồi đây để xem clip rồi, là mình bị hại khuẩn này tiêu diệt hết rồi. Trong tự nhiên á, vốn dĩ là lợi khuẩn nó đã nhiều hơn rồi, chiếm ưu thế hơn rồi. Nhưng mà bởi vì sử dụng nhiều thuốc hóa học mà mình làm mất đi một cái nguồn, một cái đồng minh rất là quý báu ha. Mà trong khi đó mấy bạn biết á, là ông bà mình ngày xưa là lợi dụng cái lợi khuẩn này rất là nhiều. Mấy bạn thấy nè, muối dưa, muối cà lên men rượu, đó là lợi khuẩn đó mấy bạn. Da u nè, đó cũng là lợi khuẩn đó. Như những bạn mà kinh doanh, những bạn mà sở hữu cả ngàn, 2-3 ngàn cây, thì người ta không có thời gian, thì người ta sử dụng thuốc cho nó nhanh, tiết kiệm thời gian. Nhưng mà mấy bạn, những người trồng ít cây, thì đâu có đáng để mấy bạn phải xài thuốc đâu. Mấy bạn có những cái phương pháp khác tự nhiên vẫn có chức năng tương tự mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mấy bạn hết, thì mấy bạn nên áp dụng. Những bạn nào mà xem clip này của mình á, mấy bạn để ý là gần đây những cái clip của mình á, cái lượt view rất là thấp, do là mình làm những cái về vi sinh vật và những cái nó hơi mắc công, tốn nhiều thời gian, cho nên là thành ra nhiều người không thích, không muốn xem. Cái tâm lý này mình hiểu, tại vì đa phần mọi người đều rất là mong chờ những cái biện pháp nhanh gọn lẹ, thí dụ như là xài thuốc. Ok, thí dụ như thấy bệnh, thấy rẹp, lấy thuốc ra xịt cái chết liền. Trời ơi thích đúng không? Rất là thích. Đỡ mất thời gian, còn làm ba cái sinh học mất thời gian lắm. Nhưng mà mấy bạn chưa có nhận ra được cái tác hại của nó đâu. Nó không có hại ngay trước mắt, nó sẽ hại về lâu dài. Mà cho dù bây giờ lượt view của mình có thấp đi nữa, mình vẫn sẽ làm, bởi vì mình muốn khuyến khích mấy bạn làm về nông nghiệp sạch. Mình làm những cái clip này cũng không phải để khoe khoang kiến thức hay gì hết á. Thật ra mình cũng không có biết gì đâu, mình không có biết gì nhiều hết á mấy bạn. Mình biết những thông tin này là nhờ mình đọc sách, rồi mình tham khảo những cái anh chị có kinh nghiệm, và mình chia sẻ những cái điều này theo cái cách mình hiểu cho mấy bạn nghe. Thì chắc chắn luôn đó, nó sẽ có sai sót, cho nên mình cũng rất hy vọng là nhận được đóng góp của mọi người. Và mình thấy rất là nhiều người cứ nghĩ là trồng cây nó đơn giản, trồng cây nó không có cần đòi hỏi kiến thức. Cái đó là mấy bạn sai. Mấy bạn càng tích lũy được nhiều kiến thức thì việc trồng cây của mấy bạn sẽ dễ dàng, và cái cây mấy bạn á, nó sẽ đẹp. Tí xíu nữa mình dẫn mấy bạn xem mấy cái thùng mà mình ủ vi sinh vật có lợi cho mấy bạn xem. Mình sử dụng mấy cái này nè là rất là an toàn cho cây, cho bản thân mình luôn, rất là tốt. Nếu mấy bạn muốn tìm hiểu sâu về các lợi khuẩn á, những cái lợi khuẩn cộng sinh với con người mình á, với cây trồng á, mà mấy bạn không biết tên á,
mấy bạn có thể tra cái chữ gọi là pro bio tích ha, nó sẽ ra nguyên một list tất cả tên những cái con gì có hết luôn. Như bữa mình có giới thiệu cái con lactobacillus đó, nó là một trong những cái đám lợi khuẩn đó. Thì hôm nay mình cũng hy vọng là nhờ những cái đặc tính này mà mấy bạn sẽ tự suy luận, tự tạo ra những cái cách hay hơn để mà hạn chế những cái con hại khuẩn này. Đây là những cái cách của mình. Mấy bạn có thể tìm ra những cái cách khác nữa. Nếu có hay, có hiệu quả, mấy bạn comment lại để mà chia sẻ cho mình với những người khác luôn. Là mình rất là cảm ơn ha. Thùng này là mình ủ phân hoa chuối với chuối. Thì chuối với hoa chuối nó sẽ chứa một lượng phốt pho với kali rất là giàu. Mình sẽ cho mấy bạn xem mà vi sinh nó như thế nào. Đó, lợi khuẩn đó. Nó nổ bập luôn đó. Mà nó cái mùi rất là thơm, mùi rượu á, rất là thơm luôn. Nó mình ủ như vậy nè. Rồi cỡ chừng một tháng mình chắc cái nước ra mình tưới cây, rất là tốt. Nó sôi như vậy nè, rất là thơm. Khi nào mà nghe mùi thúi là biết là tiêu rồi đó, hư rồi đó. Thùng này là mình ủ vi sinh với lại ớt, xả gừng để làm thuốc trừ sâu sinh học á mấy bạn. Đó, nó cũng sôi bập nè. Mình ở nhà mình trồng rau, rau sạch cho nhà ăn luôn. Cho nên là rất là kỹ nha, kỹ thuốc. Làm mấy cái này thì nó mất thời gian, nó cực thiệt. Nhưng mà lâu dài thì nó tốt lắm. Nó tốt cho mình lẫn cho cây luôn. Thùng bên đây là thùng đậu nành. Mấy bạn nhìn cái lớp men của nó nè. Đó. Rất là thơm. Đậu nành nó chứa đạm nhiều. Mà cây mà hấp thụ đạm á, có đạm á, thì nó sẽ phát triển thân và lá. Còn cái phốt pho với kali thì nó tốt gì hoa, hoa với trái. Đố mấy bạn biết cái này là cái gì ha? Cái này là chi châu đạt ma. Mình nhân sinh lên từ 1 kg chi châu gốc, mình nhân ra 10 kg. Đó, mình đang hong cho nó khô khô xíu để mà mình dễ bảo quản. Rồi khoảng chừng mấy hôm nữa mình đi rải cho mấy cái chậu rau, rất là tốt ha. Nếu mấy bạn muốn mình nói chia sẻ về cái cách nhân sinh chi châu đạt ma thì bữa nào mình sẽ làm ha. Đó, mình làm gì không á, 1 kg mà lên được 10 kg. Cây mình mấy bữa nay là nó xuống màu rồi, do là bão, không có nắng. Nguyên ngày hôm nay là không có nắng gì luôn. Mình làm clip này buổi trưa mà giờ đứng đây mát rượi luôn, không có miếng nắng nào hết. Về bó tay chịu. Nhưng mà bù cái là mình làm lưới kéo, lưới này nè. Đó, cái lưới lan đó mình làm di động, kéo ra kéo vô được. Cho nên cứ hở mấy mùa mà không có nắng là mình tắp qua một bên để nó lấy ánh sáng. Có ánh sáng là nó sẽ đỡ vi khuẩn. Chứ mấy bạn cứ để trong hốc, trong hang, chỗ nào tới tối là y như rằng có xịt thuốc cũng vậy à. Hết thuốc là tự nhiên nó quay lại thôi. Rồi, vậy là clip tới đây là kết thúc. Mình cũng không có dám làm quá nhiều. Làm dài quá thì sợ mấy bạn quên. Cố gắng nói cho sao cho nó ngắn gọn thôi. Dạ ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.